Tử vi tuổi Kỷ Mão 1999, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, làm gì cũng cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng, không bao giờ tùy tiện nóng vội đưa ra quyết định của mình. Họ tự mình tạo ra niềm vui cho cuộc sống, lấy những người thân xung quanh mà họ yêu quý là động lực để có thể cố gắng, phấn đấu trong cuộc sống. Tuổi Kỷ Mão thà chịu khó khăn, vất vả, chứ tuyệt đối sẽ không để những người thân xung quanh họ phải chịu thiệt thòi, thiếu thốn. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn làm tròn bổn phận, nhiệm vụ của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bạn tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Tuổi Kỷ Mão, mệnh thành đầu thổ, có khát vọng lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên những người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài. Sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được trong thời gian trẻ có thể đảm bảo an toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Xét về tài vận, tháng 6 âm lịch, quý gia chủ tuổi Kỷ Mão có cơ hội kiếm được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang phát triển rất tốt. Có được sự tín nhiệm của cấp trên. Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Mão sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi. Thế Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để có thể nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của quý gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với may mắn trong công việc, quý gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ được thăng chức trong tháng này. Quý gia chủ sẽ thấy dễ dàng để đạt được nhiều thành tích trong công việc,
và những nỗ lực của bản mệnh sẽ được cấp trên công nhận. Những người tuổi Kỷ Mão dễ dàng vượt qua được khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường hướng tới thành công. Mọi người có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình, nên có được cấp trên, được công nhận, ưu ái, giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến quý gia chủ nản lòng mà còn khiến bản mệnh thêm vững tâm, tiến bước. Trong tháng 6 âm lịch, tử vi nhắc nhở quý gia chủ tuổi Kỷ Mão cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể sẽ bị nhiều cái xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải trân trọng, thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Đặc biệt trong thời gian này, Thế Gia Cát khuyên quý gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp quý gia chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút được tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, quý gia chủ tuổi Kỷ Mão không cần quá lo lắng về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Những người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp gia chủ cải thiện được phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều. Bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản thân tuổi Kỷ Mão cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân, bạn bè, chứ không phải cho bản thân mình. Bản mệnh cũng quý trọng tiền bạc, nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân ham hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Các bạn tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ rất may mắn trong mối quan hệ yêu đương, tình cảm trong tháng này. Tử vi có cho thấy có báo hỷ trong tháng 6 âm lịch, nên gia chủ tuổi Kỷ Mão nếu đã có đối tượng thì rất phù hợp để kết hôn. Nếu bạn đang độc thân thì đây là thời điểm tốt để tìm hiểu yêu đương. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể vì đó là cơ hội của bạn. Với những người đã có gia đình, hãy dành thời gian này cho vợ chồng và các con cái. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình được gắn bó hơn. Vậy nên, để có thể kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Kỷ Mão hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Kỷ Mão còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Các bạn tuổi Kỷ Mão sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Bạn thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bạn tràn đầy năng lượng. Những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya, có thể gây ra thiệt hại, không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra, bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên.
các bạn tuổi Kỷ Mão còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc cho bản thân. Thời gian này, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Các bạn tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn tuổi Kỷ Mão. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch, để các bạn tuổi Kỷ Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, Nam âm, Sa trung kim. Tháng Mùi, Lục hợp ngọ, Tam hợp mão, Hợi thành một cục, Xung sửu, Hình sửu, Hại tí, Phá tuất, Tuyệt sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 6, tức ngày 12 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 6, tức ngày 24 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 6, tức ngày mùng 5 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bạn tuổi Kỷ Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 6, tức ngày 13 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Nhâm Tuất, Nạp Âm, Đại Hải Thủy. Thứ hai, ngày âm lịch 16 tháng 6, tức ngày 25 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Tuất, Nạp Âm, Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba, ngày âm lịch 28 tháng 6, tức ngày 6 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Bình Tuất, Nạp Âm, Ốc Thiệu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bạn tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.